kính thưa quý bác, quý cô chú cùng các anh chị và các bạn. Chiều hôm nay đã là chiều 28 Tết. Và như cả nhà thấy thì ngoài trời lại mưa. Cũng chỉ còn 2 hôm nữa là Tết thôi, nhưng mà thời tiết cũng khắc nghiệt. Mưa làm cho cuộc sống của người nghèo, của các bác đạp xích lô, xe thồ, các cô, các chú bán hàng rong về số rất là cơ cực, thì lại càng chồng chất thêm cái nỗi lo lắng không có tiền chi tiêu trong những ngày Tết. Cho nên dù rất là bận rộn và mệt nhọc trong những ngày tháng cuối năm, nhưng mà Trân Trân cũng thay nhà hảo tâm mượn xa cố gắng gặp các ông đạp xích lô, đi xe thồ, các bác bị thương tật, để thay nhà hảo tâm mượn xa trao cho các ông các bác một phần quà để các bác các ông về có tiền chi tiêu trong những ngày Tết. Mấy bác là khi nhận được lời Trân Trân mời đến đây nhận quà là bác mô cũng mừng, rất mừng. Ôn nhà chỗ mô ôn? Dạ, ở Bình Đăng. Ôn ở Bình Đăng hả? Ôn là ôn thấy chi con quyến đó hả? Mưa lỗ. Ôn lỗ, à đúng rồi, ôn lỗ. Là ôn đạp sẽ xích lô nó chờ đóng ba đấy. Đạp chờ đóng ba. Ôn bị hư một mắt à? Dạ. Rồi không? Mấy ngày đi mưa gió rồi mà gần tỉ có chạy xe được không ôn? Không được, phải chạy xe mô, phải đi chạy quay một chỗ ai đi chạy chục năm mẹ ngăn gì rồi. Dạ. Không có khách. Con bạc chuẩn bị răng rửa. Con này bị đàn lâu rồi. Đi mà răng đạp xe thô. Đi phải đi làm xong. Dạ. Đi làm xong thì nuôi gia đình. Mày bạc đừng bén giúp cho con cái xe. Nuôi gia đình. Dạ. Thì về đó kiếm xong nuôi gia đình chứ làm đại chi. Xe bạc đấy hả? Dạ đây. À xe đi hả? Dạ. Tới nhà bạc ở chỗ mố. Dạ em ở bên bị già. À rồi con ở nhà làm chi? Dạ. Con bạc là trường tại mình đâu rồi bỏ mình rồi bỏ đi rồi bỏ đi rồi à, là vợ chủ bỏ đi rồi. Dạ. Rửa thì đi chạy xe rồi có đủ sống chú? Hồi nãy họ đi ông đã hết cái gì mà mới chơi chơi quả đi mô bây giờ mưa gió thì phải đi kiếm sống. À là họ không có đi thuê xe đạp thô nhiều. Dạ. Bây giờ cuộc sống đang khó khăn quá mới tết. Bất tết nghi là có tiền tiêu tết chưa? À, thì chú tên chí ha. Em có đúng rồi, anh tên là Chánh, đứng mâm Chánh. Dạ. Em có cái số điện thoại đấy, cái mô chí có. À, chú Chánh đó. Rồi rồi. Em có cái số điện thoại. Dạ, đúng, có chí thôi, rồi con giúp đỡ cho chú. Chú Thương, khỏe không chú? Khỏe không chú? Dạ, khỏe. Dạ, mưa gió này cực ha. Bạn. Dạ. Thôi rồi chú bắt đầu xe vô rồi nhận qua Tết. Dạ, không. Con bạc tên chí? À, bạc tên Vẹ. Bạc Vẹ hả? Dạ. Dạ. Cũng đạp xe đạp thô à? Thô, đấy là thô cả. Dạ? Xe đạp thô đó. À, xe đạp thô bên đấy. Dạ. Rồi dừng đỏ cũng được bác. Con uống? Tôi tên Hoàng Đích. Dạ. Đích. Rồi uống đạp xe đạp thô nên đi chờ đóng ba phải không? Đóng ba này. Ở xa Quảng Án, gần xìa nữa. Dưới Quảng Án hả? Mà lên đạp đi chờ đóng ba luôn. Đạp 47 năm rồi, đi năm 1979 đến chơi. Rồi mấy ngày đi còn đạp chở hàng được nhiều không? Trời nhiều cái lâu lâu nhiều cái hộp kêu lần mà cái nhiều ngày cũng có đông nữa thôi. Rửa thì mệt nha. Mệt đau, đau lưng. Mệt đau lưng. Đi đau cuộc sống. Dạ. Yeah. Ba uống nuôi à? Ba mà có một thằng cầm 40 tuổi năm làm cái việc này nữa. À rửa. Đây họ người họ căng thật. Bạc tiếng chi? Tham tiền. Tham tiền hả? Dạ. Bạc mấy mươi rồi? 70. Bạc đạp xích lô? Thô. Xe thô hả? À xe đỏ hả? Tôi mẹ nghe đi chợ hàng được không? Hàng chạy người ra được vài ba chục rồi khi là mưa gió là không còn. Là nhà bạc chỗ mố. Hưng Long. Hưng Long. Bên mù. Mê khỏe không? Mê bạn nục lọc. Mê bạn bánh nục lọc. Rồi khi mà con về con ăn bánh nục lọc. Rồi khi nào thôi cho mẹ. Rồi. Dạ. Các chủ tiến chí. Nguyễn Hậu Lương. Rồi chủ bị tật cái tay đi lâu chưa? À 15 tháng 3 15. Gần thất thủ. Mà bị chỗ mố. Ở trong Quảng Nam. À, chú hồi xưa đi đóng quân chỗ mố? Không, đóng ở Quảng Nam, không là Điện Bang, Quảng Nam. À, được rồi. Vì như thế mà răng tay mà đạp xe thô được? Đạp mỗi đạp xe đạp kia, bảo vệ số.
À đi bán về số hả? Về số mới rồi. Lấy đó, lấy đó. À về số đó. Rồi bạn ngay được mấy chục vé? Ngay 5-7 chục vé thôi đi. Khỏe yếu đau rồi. Chứ mưa gió là bạn. Chú tiếng chứ con quen đó. Nguyễn Lương. À chú Lương, rồi. Được rồi, con nhớ chú là cựu lĩnh cũ rồi. Đập thân không vơ luôn. À không có vơ luôn. Đập thân không vơ. Dạ. Rồi bị tay thì có bị chứng nữa chứ không? Tổng cực bị bùng. Bị bùng về tay. Đi đắng rồi gãy, đứt mối luôn. Rồi chụp lại chú. Còn đây là xe chú hả? Chú nhà ở chỗ mô. Đúng sơ. Con hay gặp chú nó vô vinh lắm đây. À. Phải không? Mấy bữa đó chú? 68. 68. Dạ. Rồi mẹ ở nhà làm nghề chí? Tới nọ là mẹ mất rồi đó. Mẹ mất rồi. À con có gặp chú bao bao bao. À. Mẹ mất rồi chứ ở mình à là có con cháu chứ không? Có con mà đi ở tỉnh khác. Dạ, có giúp đỡ chứ được cho chú không? Thì có nhưng mà tết đi hàng chưa về được. Dạ. Đi ở đây. Dạ. Con ảnh lo cho mẹ một bữa chứ rắn rồi. Mẹ đợi chưa? Dạ. Có đạp xích lô xe thô đi có đủ mà nuôi mẹ không? Đi chẳng ai cho chạc thì cho con đạp cũng bậy sao? Dạ. Gặp mẹ ngay với mưa này chứ gần tiệc rồi mà không cho thuần trời thuần gió để cho mẹ bạc mẹ ôm kiếm thêm mà thiếu tiệc thế. Còn trường hợp của chị đấy là con chi hả? Dạ cháu Mui Ngọc Hải. À, bị mù đi lâu chưa? Dạ bị mù khi 7 tháng rưỡi á. À. Chứ 16 tuổi đó gia đình nghèo, chú bạn một số. Con gia đình cũng gọi gia, thuê gia ở đâu? Thuê nhà ở chỗ mô? Ở dưới trống chú Khoa á, ở chờ đâu mỗi đi qua. Con? 7 tuổi rồi. Hai bà con với bạn một số. Rồi. Nay đi chăm chăm mạnh nha thôi. Dạ. Là đời được chỗ khế đời đấy chứ. Mẹ bạc tập trung lại rồi trao qua cho luôn chứ thôi. Mấy ngày nít cuối ngay rồi không có sức nữa. Em ưu tiên người già thôi. Không, anh có mô. Em ưu tiên người già, em chọn ai là có thôi con anh. Nhưng mà anh con khỏe nhường cho mẹ người già. Em bị bệnh đi, mổ thân đi. Mổ thân đi, đi. Mổ thân đi. À rửa. Dạ, em bị bệnh đấy. À. Bị bệnh đấy cây. Cái mũ một cái xeo mũ dạ, gì đúng không? Dạ dạ được đó đánh em cất. Dạ. Ôn ôn bị hư một mắt nữa đi. Dạ. Ôn tên chi? Nguyễn Đình Tao. Nguyễn Đình Tao. Dạ. Ôn đạp xích lô đỡ không? Dạ có chứ mà ơi ngày năm mình chụp mà hai chứng minh mọi khoái đầy dứt ngồi on. À. Chị mắng rồi. Chào. Ủa mấy mươi đó ôn? Dạ 76. Dạ đi mà còn tạo tầng rất là cực nhọc trên chiếc xích lô hằng ngày. Đạp chứ khá chứng luôn chị. Con thấy bạc đạp xích lô mà lên dốc lên đô là leo xuống rồi. Để đẩy xe đây. Yeah, rồi bà tiệc dứt răng rồi. Có tiền mua chưa? Chưa có chi hết, chưa có chi hết, chưa thấm. Mức bánh đó rồi có chưa? Chưa. Cũng chưa luôn. Chưa có gì hết. Rồi mê đó rưỡng sầm à? Mê đó thấm tiền bố. À. Nghèo quá chứ óp việc ngay nắm bà chật ngăn răng thầm đủ. Dạ. Quá khổ rồi. Bạc tiếng chi con quyến nữa. Nguyễn Tao. À, táo bạc táo hả? Dạ, dạ. Rồi bạc à, gửi cho con chụp bao nhận qua về cho mẹ mừng hết. Dạ, mẹ con. Nha ở nhà bạc chỗ mố. Dạ ở Hương Sơ. Hương Sơ đây. À, con anh là nhà dạ, chỗ mố. Em nuôi con chó ở Phù Hầu. Phù Hầu hả? Dạ định cư. Rồi con chị ở nhà làm chi? Dạ chị thất nghiệp, chị cũng làm chi ở chị. Cái mà anh đạp xích lô mà đang đủ. Dạ nuôi đủ chị ấy. Dạ. Rồi bị chi mà mộ thân nữa? Dạ bị thủy thân. À. Mình nghe quản của tiên mộ mà để lóng thủy thân cắt thân. Bây chưa cắt con quả không hề cả. Một con quả bên đi. À, à, dạ. Quả phải nó cắt luôn. Dạ, cứ dạ. Cố gắng lên anh. Dạ. Làm mọi hai cố gắng lên, dạ. Dạ. Cố gắng đi chưa biết lâm răng đúng mất dạ. Quả thân thì cũng mất sức khỏe dữ lắm. Mà em dạ, mất sức khỏe. Dạ. Thôi để cố gắng thôi chứ mọi chứng làm dạ, gì. Dạ dạ để đợi em trao qua cho. Dạ. Vòng vài vòng đi về thôi. Dạ. Hai chứng đi. Dạ đúng rồi, không thể bạc đạp mấy cái đoàn dốc sơ sơ bạc là xuống để đẩy xe rồi. Dạ đẩy chứ. Thì khi chở hàng mà đang chở cho nổi. Khi chở khỏi á, chở không được đẩy chứ. Chở khó đấy. Cho mẹ uống với em lo tiệc chứ. Dạ, cảm ơn. Chưa á. Cảm ơn chị.
Mẹ ôm mừng con. Mẹ mừng nhân dân kia là mừng quả mừng. Dạ. 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 Anh chị Phật tử Kim Cát Úc Châu là ly xin cho chủ một điều về trang thải tệ. Cảm ơn bác. Anh chị Phật tử Kim Cát Úc Châu ly xin một điều về nói cho mẹ nữa. Chủ là bị tật một tay với bạn cái số thôi như anh chị Phật tử Kim Cát Úc Châu á. Dạ, cảm ơn quý anh chị Úc Châu đã đồng 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 để cho họ có thứ con quay về nhưng mà anh khỏe hơn năm trăm thế con quay về mình khổ về mặt đất giúp đỡ một chút thôi làm về ăn tết là cảm ơn là to nhất cảm ơn bà con ta con điều ấy thế nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi Phật tử Kim Cát Úc Châu anh chị Phật tử thưa quý cô mục tiêu này bác nghe các bạn như thế anh chị Phật tử Kim Cát Úc Châu đi xin cho ông triều cũng cảm ơn nhà tâm được cả nhà tâm tâm thì cô là có tâm lòng giúp đỡ dù ít dù nhiều những quà giỏi giỏi từ tất cả món quà lớn chứ đâu bảy bảy đến tám rồi đó nó cũng không khi quá chiều luôn con chú tất cả nó mọi sức khỏe và chuẩn bị. Dạ, cảm ơn anh chị Phật tử Kim Cát á. Rồi anh chị Phật tử Kim Cát đi xin cho anh hết 500. Thêm 500 đi là về lo cho mẹ này. Mẹ ở nhà là bệnh. Còn anh chị Phật tử ông 70 nó không quên nghe. Ông 70 rồi. Thôi anh chị Phật tử Kim Cát á, dạ. Đi xin cho ông triệu nhé. Ông đi bốn đi, đông đông tuổi. Dạ. Dạ, ông 70. Ông mấy? 70. Dạ. Tuổi đi 70 chứ đúng không ạ? Anh chị Phật tử Kim Cát đi xin cho ông 500. Còn ông. Ông quay đi nghe cả cô. Quay đi thằng nhông quay về là một triệu á là anh chị Kim Cát á đi xin cho ông để về ông trang trải dịp tế có thêm một chút bộ mắt dạ em chỉ ưu tiên người già thôi còn anh khỏe hơn đi nhìn cho mấy bác ấy mong cho mấy bác năm mới dồi dào sức khỏe hơn để mà con lo cho gia đình rồi trong những chuyện xe được nha từ thiện á quan tâm ưu ái thương hơn đấy rồi chúc mừng năm mới năm mới xin chúc cho cả quý cô trung tâm được sự an lành cả tư dư ý năm mới đi được con trao qua chị tôi mới con thấy ôn chưa tới á ôn có dặn với chợ mua chứ phải tới á mày là hơi xa rồi dạ. Thì ôn là tiền gì con khuyên rồi ôn là gặp ôn nói lên cho ôn chưa nói tên ôn là tên Ngô Tạm Ngô Tạm dạ con mẹ nhà là đi mẹ, con mẹ, đi làm không mẹ con đi làm mà đi phụ làm việc nhà với họ mẹ làm thì ở
cha. Phải nội trợ ấy. Có tiệc với cơ mẹ ngay đi. Được rồi, chờ tập không? Chờ nhiều hoa hỏa không? Chờ hôm xưa thì con trẻ thì chờ nội chứ lộn với da lên chờ nội để khách thôi. Mà bữa đi khách cũng còn. Là mẹ mới thôi. Sáu mới. Sáu mới thôi à? Mà đưa bác lại mình bình hoàng nhiều á. Bác bình chí? Mình là mồ cũng có nè. Rồi là tái nàng có nè. Rồi bác dù dịch rồi đi khẳng. Nắng đá hồi chứa là nắng chạy hóa đâu mà chưa chạy mấy nụ. Nó chưa chở khách thôi chứ nó chở hai. Chưa chở khách mà chưa lượng cái khách nó bỏ dụng cho chơi. Chở khách du lịch thôi, nó bỏ du lịch cho chơi. Có lo tiệc chứ không? Chậm sửa chứ chưa? Chưa chậm chứ hả? Lan bỏ tiêu mỗi mà chậm. Bỏ tiêu mới chậm tắt bằng tình yêu. À, rửa thì ngay ní á. Chủ luống ở Sài Gòn á. À, biểu 500 về sắm sửa tiệc này. À, anh chị Phật tử kiếm cả. Nhiều ấy, rồi về lo thuốc thang ôm bình bệnh, một triệu, được 1,5 triệu, tiêu tiệc gọi là cũng hoành tráng, đúng ấy. Chúc mọi người mà hỗ trợ sức khỏe dồi dào, cháu này chúc cô và anh chị dồi dào sức khỏe. Dạ, anh chị mong cho ôm mê nó mới sức khỏe hơn ấy. Dạ, ăn mấy cái tiệc mua đồ ăn ăn có ngon miệng. Từ cả năm rồi, từ chuỗi năm mình mua miệng chí thiệt luôn, ngon chất lượng bỏng nha, ăn hết, tinh tiết hết. Về đem 1,5 triệu về mẹ cho mềm hơn. Mềm mà nghỉ cho cả bữa lắm rồi hết. Ê, cảm ơn con nhiều đây. Họ tâm một cô là họ tâm cô rồi giúp đỡ, họ cho thầu. Dạ, đúng rồi, bạc rồi nhưng mà ơn cho con mẹ chỉ con sức khỏe với mẹ bạc mình giúp thêm việc nữa thì làm họ tâm mà coi như là cô họ tâm chú Văn Dũng lên là chủ đi chứng lấy chưa mình dạ, 2 năm rồi hai năm rồi cô ở nhà làm gì ở nhà bán cái số bên dạ. Thì kinh phong ở bình kinh phong có nhà chủ ở chỗ mốt sau bờ hồ. Bờ hồ mà. Bờ hồ bán lúa. À sao được hả? À, rồi cái đoạn mười không? Tầm 8 mấy ngày mới bán được. Dạ. Nó có tiền mua nó kệ chứ. Tiền xài không tết chứ nữa không mình làm ăn mấy ngày giờ mấy ngày mới được tết. À. Mua trước rồi thì đỡ. Anh chị Phật tử chính cả. À anh chị Phật tử chính cả Úc Châu. Đi xin cho các chủ 500. Kính thưa quý bác, quý cô chú cùng các anh chị và các bạn, sáng hôm nay là đã là 29 Tết và Trân Trân lại gặp bác Thuần để trao món quà yêu thương vô cùng ý nghĩa của một chú ở xa cho bác Thuần. Mấy ngày đi khỏe không bác? Dạ, khỏe cô. Dạ. Rửa thì Tết với cái con hồi từ thiền mua giúp đỡ cho gia đình bác nhiều không? Dạ, hỗ trợ gạo thôi. Để có mức bánh qua được không bác? Dạ, có cho hai được đi mức gần. Dạ. Dạ, đi cái đường để chưa vô ăn. Tiền, có cho tiền không? Dạ, có cho được 200. Rồi, bác vô ăn sáng đi, rồi con nói đi xí. Dạ. Ô Hảo ơi, múc cho chú con tố ô Hảo ấy.
sắp xuống những bước. Dạ, quả bên này cũng bứng quá nhé. Dạ, dạ. Bò nhũng, bụng bông hết. Thiệt à? Hết được quả hết. Dạ, trả được. À, trả được. Dạ. Ngồi đó, từ từ đã trả chiếc chị nơi. Chú cứ ăn cho ngon miệng. Chú thường thấy ngày nay là có một chú á, là đồng nghiệp của chú ngày xưa đó, mời chú, mời chú ăn sáng này, rồi thêm là những bữa sáng khác là chú gửi tiền lên nó bằng bụng rồi. Chú cứ ghé mà ăn hàng sáng rồi đi làm nghe. Mừng không? Dạ, vẫn mừng. Dạ. Một chú đi là ở xa mà thương chú Thuần lắm. Nói là hồi xưa chú cũng vất vả. Nói đồng nghiệp cũ nhưng nghe như chú nữa. Cho nên chú thấy hình ảnh của chú Thuần nó thương quá. À, bây giờ chú cứ ăn cho ngon đi. Chân anh cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nhất là tình thương, mình thương của những người bị hoàn cảnh. Chị ơi, ăn ngon đi dạ. Ăn ngon chú? Dạ ngon. Dạ. Thì một chú ở xá là ngoài mời chú ăn sáng ra thì con biểu thêm cho chú Thuần là 2 triệu rưỡi nữa. Đây để chú Thuần về tiêu tiệc này. Dạ, dạ, xin cảm ơn chú. Dạ, dạ, chú đếm đi, đếm lại coi đủ 2 triệu rưỡi không? Đấy. Dạ đủ. Đủ không? Dạ đủ. Dạ. Dạ, điểm là xin cảm ơn bạn đó, nhưng mà cũng hoàn cảnh như đồng nghiệp với nhau. Thì ngày hôm nay là có cô Tân là nhiệt tình, tâm huyết, là bản thân gia đình của xin chân thành là cảm ơn và tình thương mình chứ. Dạ. Để con qua con gửi trang bụng cho chủ một tháng, chủ trước khi đi làm chủ tới đây ăn nhé. Làm chi chứ không bò bò dùng. Ờ ơi, ơ chủ đẹp ơi. Quá đẹp. Cái nồi bún nó bún quá đẹp ấy. Để con xịp qua mì hết. Xịp qua mì mà. Dạ. À, cho con vài một phụ khế là cho con gửi 600 cho ơ. Đây 600. Dạ. Rồi đó là để chú để đó cho chú Thuần tới ăn sáng tháng là chi đó. Là buổi sáng là chú trước khi đi làm chú tới ăn. Đó. Mà có tiền đây trả sẵn nhà ở tấm trả sẵn rồi. Thế, ơi. Rồi. Dạ. Chứ, cho chúc năm mới vàng sư ăn lành. Ơi, bữa bài bạn đắt hơn, con bún là tấp nập mở thêm quán nữa. Mở thêm xóm này. Dạ, dạ. Coi ở chỗ con xin gọi coi như chúc anh chị dạ đỏ một nó mới thật là do sức khỏe. Dạ, ôi trời cảm ơn lời chúc quả tốt đẹp của vợ chồng bác chủ quán. Quán sạch sạch sạch. Dạ, quán này dễ thương không? Ai thương đây? Múc cho tôi một tổ gánh đi dùm không hả? Dạ. À mua về cho ó hả? Dạ, dạ. Rồi thì mua về cho người con mà bị bạc luôn. Dạ. 2 tô luôn đấy ó. Múc về cho chủ 2 tô luôn. Mẹ. À, ngày nay thì chú nghỉ bán, bây giờ đi chờ mua hoa cũng về cùng ông bà của cổ tiên. Dạ, bởi con tim mẹ ngồi đâu nữa muốn tỏ, ba mẹ ó bụng bụng nói là mẹ đi chờ mua đồ, tết. Dạ, chờ mua bông mua hoa rửa chuối, con đi đớm một trại thức trại được cái đấy. Dạ. Dạ, con đi đớm cho ông bà, cổ tiên. Ba mẹ cổ tiên mua chứ? Chỉ có, cháu cho 200. Mua. À, đây chú cũng mọc lấy rồi. À, bọc. Đi đi. Dạ. Cái kỳ nữa à? Hỏi mẹ 20 thôi đi được hết, tâm đi được hết. Dạ. Ấy, 25 đồng. 25 đồng. Ấy, làm cho thế. Dạ. Dạ. Chọn cho thế. Cái mẹ ngay đi nghỉ bảo 3-4 ngày thôi. Dạ. 27 chiều. Dạ. À, thì một chủ ở xá. Dạ. Là gửi cho biểu tăng mẹ 300. Để mẹ ăn tết. Mẹ ăn tết cùng một quà. À, dạ, dạ. Xin cảm ơn nghe. Dạ. Chú lấy ra ăn ó nghe. Dạ, chú ở xá thôi. Dạ, cho cảm ơn nghe. Dạ. Dạ, đi mừng đúng rồi. Dạ. Thả bụng lắm. Dạ. Tí mất. Mẹ ăn mình tệ không? Con tặng mẹ đâu? Thôi con cứ ăn. Hả? Con chỉ ăn để lặng chứ. Để con tặng mẹ đâu hả? Dạ. Rồi, đi.
mẹ. Dạ, cảm ơn. Có đơn mình tẻ cục mẹ. Dạ, chào. Mẹ về ăn tết cũng cũng chụp cho ăn. Chú uống mẹ sao thì đi. Rồi ăn. Cảm ơn nghe, xin cảm ơn hỉ. Dạ. Dạ. Nghe ở đâu sao mà cảm ơn hỉ. Dạ, dạ. Vậy là còn một ngày mai nữa thôi là đã bước sang năm 2021. Và có lẽ đây là clip cuối cùng trong năm 2020. Cho nên Trân Trân xin tri ân tất cả quý nhà hảo tâm, quý cô, quý bác, quý chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Trân Trân trong một thời gian hơn một năm qua. Không biết nói gì hơn, Trân Trân xin ghi tri ân tất cả tấm lòng và sự yêu mến vô bờ bến mà quý cô bác dành cho Trân Trân. Từ sự quan tâm rất là sâu sắc đến những cái lời động viên yêu thương giống như con cháu trong gia đình đối với Trân Trân. Đó là một điều mà Trân Trân thấy Trân Trân quá may mắn, quá hạnh phúc khi đón nhận cái tình cảm bao la biển cả của cô, quý cô chú, quý anh chị và các bạn dành cho Trân Trân. Một lần nữa, Trân Trân kính chúc quý cô bác, quý anh chị cùng các bạn sang năm mới vạn sự cát tường, sức khỏe dồi dào, an lành và hạnh phúc. Trân Trân xin tạm biệt.